Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Đồng Tâm từ trại giam có ít nhất 4 người đã gửi đơn kháng cáo. 4 bị cáo nhận bản án nặng nề nhất trong vụ án Đồng Tâm vừa nộp đơn kháng cáo, dù cơ hội đảo ngược bản án trong vụ án này đối với các trường hợp kháng cáo kêu oan là không cao. Trong khi đó, những người được thả nhờ án treo đã đến nhà tạ tội trước bàn thờ và trước mộ cụ Kình vì đã khai không đúng sự thật. Họ nói rằng đã bị ép buộc phải khai như thế, nếu không thì người thân hay chính bản thân của họ sẽ gặp khó khăn trong tù. Đây là hình ảnh vào hôm 14 tháng 9, những người được thả về nhờ án treo ngay đêm ấy đã đến thắp hương và khóc nức nở bên mộ cụ Kình vì đã buộc phải khai sai. Vào hôm 24 tháng 9, luật sư Ngô Anh Tuấn đã cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết ông và các luật sư khác vào trại tạm giam số 2 ở Hà Nội đã tiếp xúc với tất cả 6 bị cáo vào hôm 23 tháng 9 và 4 bị cáo đã nộp đơn kháng cáo. Chúng tôi có gặp 6 bị cáo tại trại giam và một số cho biết rằng họ đã kháng cáo rồi. Có người nói sẽ làm sau, có người kháng cáo kêu oan, có người chỉ xin giảm nhẹ. Những người bị án cao nhất kháng cáo là Lê Đình Chức, Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu và Nguyễn Quốc Tiến. Trong đó, ông Lê Đình Công, Lê Đình Chức án tử hình, Bùi Viết Hiểu 16 năm tù, Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù. Tất cả các bị cáo đều chưa nhận được bản án, nhưng đã được cán bộ trại giam hướng dẫn thủ tục kháng cáo theo luật định. Luật sư Ngô Anh Tuấn viết trên trang Facebook của mình vào hôm 23 tháng 9. Hai bị cáo cho biết mình không kháng cáo, nhưng một số đã cho biết sẽ suy nghĩ thêm, vẫn theo luật sư Tuấn. Đa số những người kháng cáo xin giảm nhẹ, có người kêu oan. Còn luật sư Hòa thì cho hay sức khỏe của các bị cáo có vẻ tốt hơn so với trước phiên sơ thẩm. Có vẻ các bị cáo đã chuẩn bị tâm lý tốt cho phiên phúc thẩm sắp tới. Cũng giống như những lần trước, chúng tôi nói chuyện điện thoại với các bị cáo qua tấm kính ngăn. Phía bị cáo có một công an ngồi kế bên, phía các luật sư cũng vậy. 4 người cùng nghe rõ cuộc trò chuyện qua điện thoại. Đây là hình ảnh khuôn mặt đầy vết thương của ông Lê Đình Công trên VTV Đài Truyền hình Việt Nam bên phải và điều tra viên Phạm Việt Anh bên trái. Người mà ông Lê Đình Công khai rằng đã dùng rùi cui đánh ông suốt 10 ngày như một. Tổng cộng có 19 người dân Đồng Tâm cho biết rằng họ đã bị đánh đập ép cung. Tuy nhiên tòa án lại bác bỏ với câu đơn giản là không có cơ sở. Khi gặp tôi, bị cáo Lê Đình Chức nói ông đã gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ông Chức nói mong các luật sư bảo chữa trong phiên phúc thẩm giúp để hội đồng xét xử có bản án khách quan, đúng người, đúng tội, có xem xét về chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước vì bản án dành cho ông quá nặng. Bị cáo Lê Đình Công thì thông qua tôi gửi lời nhắn tới gia đình là cứ yên tâm rằng ông đã xác định rõ và đã chuẩn bị tinh thần đón nhận phiên tòa sắp tới. Ông Công cũng nói rằng ông hy vọng phiên tòa phúc thẩm sẽ xem xét một cách khách quan, giảm nhẹ hình phạt. Ông Công đã nói với luật sư là mình bị oan, rằng ông không tổ chức, không cầm đầu, không phân công nhiệm vụ cho ai trong vụ giết hại 3 công an. Bị cáo Lê Đình Uy, con ông Lê Đình Công, 5 năm tù cho hay không kháng cáo. Luật sư Quảng, người gặp Uy đã giải thích cho Uy là còn 6 ngày nữa mới hết hạn nộp đơn kháng cáo nên vẫn chưa muộn. Và bản thân các bị cáo vẫn chưa nhận được bản án. Theo luật sư Hòa, lần này các luật sư đã được phía trại giam tạo điều kiện hết sức thuận lợi để gặp thân chủ. Tuy nhiên có một chi tiết đã khiến ông thấy cần phải lên tiếng. Đó là việc cho tới nay các bị cáo chưa ai nhận được bản án sơ thẩm dù đã tuyên án từ ngày 14 tháng 9. Đây là hình ảnh các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm. Tôi có đặt vấn đề này với công an trại giam, đề nghị họ báo cáo cấp trên về sự chậm trễ trong tống đạt bản án cho bị cáo để họ có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị cho phiên phúc thẩm. Theo luật, từ khi tuyên án tới khi kháng cáo là 15 ngày. Trong thời gian này, các bị cáo cần có bản án để đọc, nghiên cứu xem họ muốn kháng cáo nội dung gì. Tôi cũng có điện thoại cho thư ký tòa án để phản ánh về việc này. Bản thân các luật sư chúng tôi cũng mới chỉ nhận được bản án ngày 22 tháng 9. Trước đó, luật sư Hòa từng cho đài BBC hay rằng ông Chức đổi lời khai khi ra tòa án sơ thẩm. Khi gặp luật sư trong trại giam, ông Chức phản đối cáo trạng và kết luận điều tra. Ông nói ông không đổ xăng ra chậu và đổ xuống hố, được cho là nơi 3 công an rơi xuống như cáo trạng đã nêu. Ông cũng không biết trong hố có người và cũng không nghe thấy tiếng người dưới đó. Tuy nhiên, khi ra tòa, ông Chức nhận tội và nói như mình có lỗi. Điều mà luật sư Hòa mô tả là làm các luật sư bất ngờ. Luật sư Hà Huy Sơn cũng nói với đài BBC tiếng Việt rằng hy vọng là ông Lê Đình Chức sẽ khai thành thật trong phiên phúc thẩm.
Tôi nghi vấn rằng ông Chức có thỏa thuận gì với cơ quan điều tra để mà nhận những hành vi như vậy để cứu anh em trong gia đình của mình. Nếu ông Chức khai thật ở cấp phúc thẩm thì có thể cứu chính bản thân ông ấy. Đây là hình ảnh tuy là án giết người nhưng không có căn cứ chứng minh đám cháy ở hố kỹ thuật khiến cho ba cảnh sát cơ động rơi xuống bị cháy như hóa than. Trong hình là luật sư Ngô Anh Tuấn đang thực nghiệm điều tra dưới hố kỹ thuật. Trên tường thỏ ra một sợi dây điện còn nguyên vỏ không cháy. Trước đó, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương cũng đã phát hiện ba thứ dưới hố trong tầm cao chỉ 1m đến 1m4 bao gồm dây điện, miếng con ép và bao ni lông sát tường cũng không hề bị cháy. Trên trang Facebook cá nhân của mình, luật sư Hà Huy Sơn đưa ra nhận định như sau. Kế hoạch 419A là tấn công đồng tâm cần phải được công khai để làm sáng tỏ bản chất vụ án. Có lẽ 419A đã được xây dựng từ trước đó một thời gian, ít nhất nhiều tháng. Việc xây dựng tường rào của quân đội cũng nằm trong kế hoạch phối hợp này. Việc dò rỉ thông tin vào đêm 8 tháng 1 năm 2020, lực lượng công an đưa quân về đồng tâm là có chủ đích để dụ các bị cáo vào cái bẫy được dựng lên. Mặt khác, theo thông tin chưa được xác minh, kế hoạch 419A đã được lực lượng công an diễn tập chuẩn bị từ trước đó. Có người không rõ động cơ đã ghi hình được hình ảnh của những buổi tập này đưa lên Facebook. Sau đó, những người liên quan đã bị khởi tố, bắt giam về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Vụ án này vẫn chưa được đưa ra xét xử, luật sư Hà Huy Sơn cho biết thêm như vậy. Và phản ứng của thân nhân, chị Nguyễn Thị Duyên, vợ của bị cáo Lê Đình Uy, cháu dâu cụ Lê Đình Kình nói với đài FA vào tối ngày 23 tháng 9 rằng gia đình như chút bớt nỗi lo khi được luật sư báo tin có nhiều người đã gửi đơn kháng án. Với hai án tử hình thì mọi người ở nhà rất lo lắng và sốt ruột, không biết bố và chú có kháng cáo hay không. Hôm nay nhận được tin luật sư nói là hai người đó đã có kháng cáo thì rất là mừng, không còn lo lắng nhiều như trước đó nữa. Bởi vì trước đó có gia đình đã rất lo lắng cho những người thân đang ở trong trại giam, sợ họ bị kìm kẹp, sợ họ bị công tác tư tưởng để không được kháng cáo. Nhưng bố và chú cùng với một số người khác đã kháng cáo, bố em còn kêu oan nữa. Những người được hưởng án treo em cũng chưa tiếp xúc được với ai tất cả. Nhưng một số người đã nói là họ rất muốn kháng cáo bởi vì họ không có tội gì. Thì hy vọng là những người ở bên trong trại giam thì hãy kháng cáo để cho có động lực để làm những bước tiếp theo. Và nhiều người đã nói là khai không đúng sự thật. Đây là hình ảnh vào năm 2017, ông Lê Đình Kình bị nhà nước lừa ra cánh đồng xanh đánh gãy chân và khi ông xuất viện trở về được dân làng đồng tâm vui mừng đón kính trọng như một lãnh tụ tinh thần. Kết quả phiên sơ thẩm có 14 người được hưởng án treo và được trả lại tự do vào hôm 14 tháng 9. Nhiều người trong số họ khai trước tòa rằng do nhận thức không đúng nên đã bị ông Kình và bị cáo Công lôi kéo nhận sự chỉ đạo để họp bàn góp tiền mua xăng, lựu đạn để thực hiện hành vi phạm tội. Thực ra, việc họ phải khai như thế thì ai cũng hiểu thôi. Họ cũng chỉ nói với gia đình của em là họ bị ép buộc phải khai ra như thế. Không thì người thân hay chính bản thân họ sẽ gặp khó khăn trong trại, nên họ buộc phải khai ra như thế về cụ. Cũng theo lời chị Duyên, hầu hết những người sau khi được thả đến nhà tạ tội trước bàn thờ cũng như mộ của cô Kình vì đã khai không đúng sự thật. Đa số bây giờ đều khỏe mạnh, họ vô cùng thương tiếc trước cái chết của cô Kình. Những người đầu tiên về mà không qua thắp hương được cho cụ thì mấy ngày hôm sau đã tới nhà thắp hương cho cụ trên bàn thờ. Họ không chia sẻ là có bị tra tấn đánh đập hay không bởi vì họ đã bị hạn chế trả lời những câu tương tự như vậy. Họ chỉ ra thắp hương cho cụ, xin lỗi cụ rất nhiều và xin lỗi cả gia đình em nữa rằng họ đã nói không đúng sự thật. Họ đã nói sai hết sự thật về cụ và lương tâm của họ đang rất cắn rứt. Họ có đến thắp hương cho cụ để xin lỗi trước bàn thờ và cả ngoài của mộ của cụ nữa. Và các gia đình thì luôn bị theo sát, sách nhiễu. Đây là hình ảnh tài liệu mang tên Báo cáo Đồng Tâm vừa được công bố vào hôm 25 tháng 9 với một chương và phụ lục báo cáo song ngữ Anh và Việt với hai tác giả Phạm Đoan Trang và Vi Liên Nguyễn. Bản báo cáo này là một dạng sách chỉ dẫn để độc giả có thể tìm hiểu về vụ Đồng Tâm một cách nhanh chóng và đầy đủ. Vì lên tiếng cho gia đình và những người dân Đồng Tâm khác đang bị bắt, chị Duyên luôn bị công an ninh giám sát, sách nhiễu. Mấy bữa nay em bị công an xã ở khu vực em bán hàng cứ hỏi rất nhiều về hợp đồng nhà và hỏi em về việc đã báo cáo tạm trú tạm vắng chưa mà đã bán hàng và cũng làm phiền chủ nhà của em rất nhiều. Em nhắn chủ nhà nói với các anh ấy là không có quyền hỏi em có tạm trú hay tạm vắng hay không. Không có luật nào kêu em phải thực hiện việc đó vì em không có ở qua đêm. Vậy thì làm sao cần tạm trú tạm vắng?
Rồi họ nói nếu em còn lên tiếng về vụ gia đình em nữa là họ sẽ trục xuất em ra khỏi khu vực bán hàng, không cho em bán hàng ở đó nữa. Hiện tại gia đình em có camera theo dõi 24/24 giờ ở nhà đối diện. Tất cả mọi cử chỉ hành động của mình đã có an ninh chìm nổi theo dõi. Thực ra gia đình cũng đã quen với việc đó rồi nên cũng không thấy khó chịu lắm. Biết là chúng sẽ theo dõi mọi cử chỉ hành động của mình trước và sau phiên xử rồi. Đó là chuyện như cơm bữa, cho nên gia đình cũng không còn hoang mang như trước nữa. Và vụ án đồng tâm với hai bản án tử hình đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Vào hôm 18 tháng 9 năm 2020, một tuyên bố chính thức từ Bruxelles, Bỉ của Liên minh châu Âu phản đối việc sử dụng hình phạt tử hình tàn nhẫn và vô nhân đạo, kêu gọi Việt Nam tạm hoãn án tử hình và cho rằng các báo cáo về những điều kiện và thủ tục tố tụng của phiên tòa đã làm dấy lên quan ngại sâu sắc về tính minh bạch và công bằng của phiên tòa này. Ngay sau khi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án với 29 bị cáo đồng tâm trong phiên sơ thẩm vào ngày 14 tháng 9, ân xá quốc tế và tổ chức theo dõi nhân quyền cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm về vụ việc. Trong một văn bản gửi cho đài BBC tiếng Việt, tổ chức ân xá quốc tế, tổ chức theo dõi nhân quyền đã ra thông cáo khẳng định rằng đây là một bản án vô nhân đạo sau một phiên tòa bất công, trắng trợn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020 với bản tin Vụ đồng tâm từ trại giam có ít nhất 4 người đã gửi đơn kháng cáo. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de